Một ngày chắc được bên em trong đời, anh biết sống thế nào đây khi mỗi một giây anh nhớ em thế này. Anh yêu hỡi, anh biết không, mỗi ngày em yêu anh hơn trong lòng. Ngày thì ngóng, đêm lại trông, mỗi phút lìa xa là mỗi phút em đợi mong. Kể từ khi anh làm tim em rung động, rồi bởi từng nhịp suy nghĩ, cứ mỗi khi bước cạnh nhau. Là khi đó em cũng làm anh thấy hạnh phúc lắm người ơi. Người anh muốn phải giống như em người ơi. Lòng anh ngay giây phút này muốn được nói anh yêu em, tựa như cuốn phim vừa xem. Yêu nhau người ta hay nói xa ra hề. Lòng em ngay giây phút này cũng muốn được nói em yêu anh, cùng nhau ngắm mây trời xanh, sống thật bình yên trong bức tranh cuộc đời. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cứ
vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Về sau bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Chú em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Em sẽ là người đẹp nhất, sẽ là vợ của anh mãi mãi. Em chẳng phải là người đầu tiên, nhưng em sẽ là người cuối cùng. Đôi ta đã nhiều lần cãi vã, nhưng rồi cũng chẳng buông tay ra. Bởi vì anh và em hiểu là hạnh phúc do hai ta nắm giữ mà. Bên bờ hạnh phúc đang ở quanh đây, anh và em sẽ đến đó ngay. Tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay, sẽ mãi như vậy. Ngày mai sẽ là ngày mà hai chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mái nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút,
từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống có hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã cho em về với anh, và anh sẽ hứa là không để em phải khóc đau em yêu anh. Mọi lo toan buồn phiền người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau, ngày mai sẽ là ngày em làm cô dâu. Bởi vì anh và em hiểu là hạnh phúc do hai ta nắm giữ mà. Bên bờ hạnh phúc đang ở quanh đây, anh và em sẽ đến đó ngay. Tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay, sẽ mãi như vậy. Ngày mai sẽ là ngày mà hai chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mái nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống có hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã cho em về với anh, và anh sẽ là không để em phải không đau em yêu anh. Mọi lo toan buồn phiền người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau, ngày mai sẽ là ngày em làm chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mái nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống to hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã những buồn vui, lòng em luôn luôn nguyện ước
qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em
nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau, thế giới ra làm sao? Vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao. Chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đây là thao thức mà đêm mãi đời chờ, mà hôm nay vui sướng ngỡ như mơ. Bầu trời thì êm ả xanh không tường, mảnh đất quê mình đẹp nên thơ. Vâng ơi, kính thưa toàn thể quý vị, yêu nhau thì chẳng quản nắng mưa, yêu nhau thì ta về thưa với gia đình, thưa rằng hai chuyện chúng mình, thưa rằng ta đã chín mùi từ lâu. Vâng ơi, kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một tháng ngày dài tìm hiểu, một tháng ngày dài yêu nhau say đắm, hai em Thu Phương và Tiến Phong đã tìm thấy những bộ sự đồng cảm, hai con tin hòa chung nhịp đập, và đôi bạn đã quyết định nên vợ thành chồng. Vâng, bảo hôm nay ngày lành tháng tốt năm tuyệt vời, mà thời tiết thì rất là đẹp. Với sự nhất trí của chính quyền địa phương, với sự đồng ý của hai bên gia đình, và đặc biệt là sự đồng tình của hai em Thu Phương và Tiến Phong, buổi lễ hỏi được diễn ra với sự có mặt đầy đủ của quý cụ ông cụ bà, của cô dì chú bác, và đặc biệt là hiện diện rất đông của các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã cùng trở về tới phòng cưới của gia tộc họ nhà gái ngày hôm nay, cùng mời chầu mời nước, và đặc biệt là cùng dự buổi lễ hỏi chúc phúc cho em Thu Phương và Tiến Phong ngày hôm nay. Cô bà cũng là lần đầu tiên ban tổ chức xin được kính chuyển lời mời của gia đình đến lời cho hai em Thu Phương và Tiến Phong. Xin được kính mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta cùng tự nhiên mời chầu mời nước, và xin được trân trọng kính những người toàn thể quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài và thật đồng nhiên để cảm ơn sự mặt của toàn thể quý vị, cũng như dành cho em Thu Phương và Tiến Phong một lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Một tràng thật lớn của quý vị được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những chào tay của quý vị, những chào tay rất là tuyệt vời, những chào tay thay cho lời chúc phúc của toàn thể quý vị dành tặng cho hai em Thu Phương và Tiến Phong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn kính mến, làm người thì có tổ có tông, như cây gốc cội mà như sông có nguồn. Cây gốc cội mới đầy cành xanh lá, mà nước có nguồn mới bể đặng sông sâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để mở đầu cho buổi lễ hỏi rất trang trọng ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho bên gia tộc họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác cùng có bầu trở ra phía sân khấu của chúng tôi để có đôi lời phát biểu với toàn thể quý vị và các bạn. Xin giới thiệu và xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông bà cùng toàn thể hội hôn, thì tôi thay mặt cho họ nhà trai, kính chưa hết tôi sẽ kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc các cụ, các ông, các bà, cậu ngoại, cô dì, chú bác và các anh, các chị đại diện cho hai bên gia đình và cùng toàn thể bạn bè, các cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính chào các cụ, các ông, bà, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Thì phái đoàn của họ nhà trai tôi là đến dân lễ bạn gái, thì tôi là trưởng tộc, là trưởng đoàn của họ nhà trai, cùng các cụ, các ông, các bà, cậu họ, cô dì, chú bác và các anh, các chị đại diện cho bên nội, đại diện cho bên ngoài và cùng toàn thể bạn bè của hai cháu đi dân lễ ngày hôm nay. Và đặc biệt, đại biểu đặc biệt nhất là ngày hôm nay có ông nội năm nay trên 80 tuổi cũng đi dân lễ công việc của các cháu và bố mẹ của cháu Phong. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cậu họ, cô dì, chú bác và các anh, các chị thuộc nội ngoại tộc của hai bên gia đình. Ông bà Đạt sinh ra cháu Phong, ông bà Khiển sinh ra cháu Phương. Hai cháu sinh ra và lớn lên trên quê hương xã Nhân Thịnh. Hai cháu đã hiểu biết được hoàn cảnh và điều kiện của nhau. Từ đó, các cháu đã tự nguyện tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trong tâm.
lên hai cháu về nó báo cáo với bố mẹ hai bên gia đình. Do đó bố mẹ hai bên gia đình cũng đều đồng tâm nhất trí cho hai con xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Từ đó ngày 28 tháng Giêng năm âm lịch, họ nhà ta anh tôi có cơ chậu giảng ngõ, đồng thời là bàn việc hạnh phúc trăm năm cho con cháu. Và cụ thể ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 âm lịch là ngày hành tháng tốt, hoàn nhà trang chúng tôi xuống hoàn nhà gái để dâng lễ ăn hỏi và dâng lễ nhà thờ để bái yết tổ tiên, để đồng thời là đo công việc trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Đến đây là tôi cũng xin ngược lời và xin ý kiến của một vị đại diện hoàn nhà gái. Kính thưa quý vị và các bạn nghị mến, cũng như theo ý kiến của bác Trần Đoàn là diện cho bên gia tộc Hòa Nhà Trai, bác cũng đã kiến với toàn thể quý vị và các bạn ngày hôm nay, đặc biệt là với gia đình Hòa Nhà Gái chúng ta ngày nay, với những phần lễ vật rất là trang trọng và lịch sự của bên gia tộc Hòa Nhà Trai đã chuyển tới nhà gái ngày hôm nay. Và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu, một bác là trưởng đoàn diện cho bên gia tộc Hòa Nhà Gái cũng sẽ cùng trở về phía sân khấu của chúng tôi để có ý kiến đáp từ cùng nhân nhận lễ. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể quý vị. Trước hết cho phép tôi thay mặt Hòa Nhà Gái xin gửi đến toàn thể các cụ, các ông, bà, các quý vị lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Và thay mặt cho Hòa Nhà Gái, hôm nay Hòa Nhà Trai đã biện lễ đến Hòa Nhà Gái để cáo yết gia tiên, và cũng là một cái thủ tục của chúng ta từ xưa đến nay vẫn là một cái truyền thống tốt đẹp. Và thay mặt cho Hòa Nhà Gái, chúng tôi tiếp nhận lễ của Hòa Nhà Trai đã chuyển cho Hòa Nhà Gái để cáo yết gia tiên, cho các cháu cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Thế thì trong buổi vui hôm nay là cái buổi thủ tục dẫn lễ cho các cháu, không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, bà, các quý vị đã có mặt trong buổi lễ hôm nay, và một lần nữa xin được gửi tới lời chào sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Ý kiến phát biểu là cảm ơn cũng như ý kiến tiếp nhận những lễ vật rất là trọng của bác Trần Đoàn đại diện cho bên gia tộc họ Nhà Gái chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn kính mến, hai bác Trần Đoàn đại diện cho hai bên gia đình đã có kiến phát biểu với toàn thể quý vị bên trao và bên nhận đã rất nhất trí. Vâng, và sau đây thì ban tổ chức xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần trang trọng nhất trong buổi lễ vào ngày hôm nay, đó chính là nghi lễ trao và nhận lần lượt những lễ vật của gia tộc họ Nhà Trai đã chuyển tới nhà gái ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bác gái là mẹ của Thu Phương, mẹ của Tiến Phong. Xin được kính mời hai em Thu Phương và Tiến Phong cùng với hai bác trưởng đoàn là diện trai bên gia đình sẽ cùng trở về phía trước sân khấu ngày hôm nay để chúng ta cùng làm thủ tục trao và nhận những phần lễ vật rất trang trọng của gia tộc họ Nhà Trai đã chuyển tới nhà gái ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. One
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của vị trưởng đoàn đại diện từ bên gia tộc Hòa Nhà Trai. Kính thưa quý vị, như ý kiến của bác trưởng đoàn đại diện từ bên gia tộc Hòa Nhà Trai, buổi tổ chức lễ vật quy lễ đón dâu buổi trưa ngày mai đúng 12:20 thì chú rể cùng với phao đón dâu của gia tộc Hòa Nhà Trai sẽ xuất phát từ gia đình Hòa Nhà Trai để trở về nhà gái của chúng ta tổ chức buổi lễ vật quy. Với ban tổ chức xin được trân trọng kính chào mời của gia đình, xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn, những vị khách rất trân trọng và đặc quý của hai bên gia đình, chúng ta cùng sắp xếp thời gian và công việc để cùng có mặt tại phần cưới của gia tộc Hoàng Nhà Gái, cùng dự buổi lễ vô quy, chúc phúc cho em Tư Phương và Tiến Phong vào trưa ngày mai. Vâng, kính thưa quý vị, cùng ý kiến của bác trưởng đoàn đại diện từ bên gia tộc Hoàng Nhà Trai, buổi lễ hỏi buổi sáng nay tại phần cưới của gia tộc Hoàng Nhà Gái đã được quý vị và các bạn cùng dự và thực hiện rất trân trọng và thành công. Và bác trưởng đoàn đại diện cho gia tộc Hoàng Nhà Trai cũng đã có ý kiến. Cảm ơn toàn thể quý vị, đặc biệt là sự đón tiếp của gia đình Hoàng Nhà Gái chúng ta ngày nay, và cũng có ý kiến xin phép gia đình Hoàng Nhà Gái thì được trở về gia đình Nhà Trai tiếp tục lo công việc hạnh phúc cho em Thu Phương và Tín Phong. Một lần nữa xin được thay lời cho gia đình gửi tới toàn thể quý vị và các bạn có mặt trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật
cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối đường con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời. Cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung
đến cuối cuộc đời. Hôm nay là ngày vui hạnh phúc của hai cháu, thì tôi thay mặt cho họ nhà trai chưa hết là kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc các cụ, các ông, các bà, cậu mợ, cô dì, chú bác và các anh các chị thuộc nội ngoại tộc của hai bên gia đình và cùng toàn thể bạn bè của hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Sau đây tôi xin giới thiệu phái đoàn họ nhà trai tôi đến đây để đón cô dâu, thì tôi là trưởng đoàn. Thì trong cùng với các cụ, các ông, các bà, cậu mợ, cô dì, chú bác đại diện cho bên nội, bên ngoại và bạn bè của cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thì hôm nay là ngày vui hạnh phúc của hai cháu. Thì đại biểu đặc biệt nhất của phái đoàn của chúng tôi hôm nay là có bà nội là hôm nay trên 80 tuổi cũng đi đón cháu dâu, đồng thời là mẹ chồng cũng đi đón con dâu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cụ và toàn thể hội hôn, cháu Phong và cháu Phương xây dựng hạnh phúc trong năm với nhau được sự nhất trí của bố mẹ và họ hàng hai bên và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai cháu đã đăng ký kết hôn. Vậy hôm nay là ngày tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi là có cái lễ để bái nhất tổ tiên, đồng thời đón cháu về để làm để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì trước hết là tôi thông qua về cái thời gian để đón cho dâu, thì vì cái thời gian nó quá gấp, thế cho nên là nếu có để quá giờ thì cũng không được, thế thì người ta thường nói đi hơn để kém. Thì như vậy là phái đoàn của chúng tôi là đúng 1:05 là chúng tôi sẽ đón cô dâu về để tổ chức cho hai cháu. Đồng thời tôi cũng mời các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị ở họ nhà gái bớt chút thời gian để về đưa cháu về họ nhà trai của tôi để tổ chức lễ thành hôn. Sau đây tôi sẽ nhường lại cho ban tổ chức đặc biệt. Dạ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều ý kiến phát biểu, là cảm ơn chân thành và sâu sắc, cũng như ý kiến dân phần lễ sư đi dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho bên dân tộc họ nhà trai. Kính gửi tới toàn thể quý vị, đặc biệt là tới phần âm nhạc chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và cũng để đáp lại những tình cảm rất chân thành và đáng quý của vị trưởng đoàn cũng như toàn thể phần âm dân tộc họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu các trưởng đoàn đại diện cho bên dân tộc họ nhà gái chúng ta cũng xin được mời trở về sân khấu của chúng tôi để có đôi lời phát biểu với toàn thể quý vị và các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cô, các ông, bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể quý vị, họ nhà trai đã có nhờ xin dâu, họ nhà gái chúng tôi trước hết xin trân trọng mời các cô, các ông, các bà, toàn thể quý vị uống nước từ chầu cùng vui với lại hai họ chúng ta. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi chấp nhận lễ xin dâu của họ nhà trai đã có ý kiến, và kể từ giờ phút này họ nhà gái nhường cho họ nhà trai điều hành vấn đề thời gian đón dâu rồi trao dâu vân 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 vân. Xin kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị. Xin chào, cảm ơn. Vâng, quý vị, chúng tôi cũng dành tặng cho cô dâu chú rể cũng như toàn thể hai bên gia đình ngày nay một chén rượu thật lớn công nhiều của tất cả quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn kính mến, hai bà mẹ của cô dâu và chú rể cũng đã làm xong thủ tục trao và nhận phần lễ sân dâu rất là trang trọng ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ là đến cái thời khắc, đến cái giây phút mà toàn thể quý vị đều rất là mong đợi, và đặc biệt là người mong đợi nhất đó chính là chú rể Tiến Phong của chúng ta hôm nay. Vâng, ban tổ chức xin được kính mời chú rể Tiến Phong, anh chàng đẹp trai nhất trong buổi lễ cưới ngày hôm nay, theo những chào tay thật lớn của tất cả quý vị để cùng vào trở vào phòng để đón cô dâu Thu Phương. Quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật đặc biệt theo chân chú rể Tiến Phong được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Anh đã mơ mình vai kề vai và khao khát ngày
niềm hạnh phúc. Vâng, thưa kính thưa toàn thể quý vị và các bạn kính mến, hiện diện trước toàn thể quý vị và các bạn bây giờ đang là một đôi trai tài gái sắc. Kính mời hai bác gái là mẹ của cô dâu và mẹ của chú dì xin được trở về phía sân khấu của chúng tôi để chúng ta cùng làm thủ tục trao dâu và nhận dì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị và các bạn trong buổi lễ vô quy hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và xin được trân trọng kính mời. Vâng, quý vị, chúng ta cùng mắt về phía sân khấu ngày hôm nay. Quý vị không quên dành tặng cho cô dâu và chú dì cũng như chúc hai bên gia đình và một sáng tay thật lớn lớn của tất cả quý vị được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn hai bác gái rất là nhiều. Vâng, xin kính mời hai bác trẻ đoàn đang mặt trên sân khấu, hai bác cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật là nồng ấm và tình cảm được không ạ? Quý vị cùng dành một tràng tay thật là nồng nhiệt nữa của tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, tôi như kiến của bác trẻ đoàn đại diện từ bên gia tộc họ nhà trai cùng với cô dâu chú rể cùng với toàn thể hai bên gia đình con họ, chúng ta trở về phòng ghế của nhà trai để tiếp tục tổ chức buổi lễ thành hôn. Chúc phúc cho hai em Thu Phương và Tiến Phong. Và sau đây thì ban tổ chức xin được nhường lại và xin được kính mời vị trẻ đoàn đại diện cho gia tộc họ nhà trai sẽ có một bài kiến đường với quý vị. Xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu thân quý, kính thưa các cụ ông bà, ông ngoại cô dì chú bác và các anh các chị thuộc hội ngoại tộc của hai bên gia đình và cùng toàn thể đoàn thể của hai cháu. Thế thì họ nhà trai tôi mà đã dâng xong hôn lễ để đón dâu, thế họ là một vị đại diện họ nhà gái đã tiếp nhận. Thế kể từ hôm nay là cháu Phương là con dâu của ông bà Đạt, thế còn cháu dâu của ông tôi, thế còn cháu Phong là con rể ông bà Khiển, là cháu rể của cụ cô cũng là họ nhà gái, liên tục những câu để hôm nay hôm nay là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, biển cả bao la không bằng đầy được như mẹ, mây trời nồng lộng không phủ kín công cha. Kính thưa các cụ công các bà và toàn thể hồi hôn, hạnh phúc của hai cháu hôm nay đã lên vợ lên chồng, từ đó thông gia thỏa ước thông gia, hai nhà như một trọn tình thông gia. Cuối cùng tôi biết nói gì hơn, tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ các ông các bà cậu mợ cô dì chú bác và các anh các chị họ nhà gái đã tiếp đón họ tôi rất là lòng nhiệt. Bây giờ ta đến giờ đón cháu dâu, sau đây tôi xin kính mời các cụ các bà hai họ bây giờ là bạn bè của cháu, chúng ta là sẽ ổn định nhà đón cháu về họ nhà trai tôi tổ chức được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thôi em bên anh nồng nàn đôi môi.
chỉ cần nhau thôi. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không
vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiến trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón thế xuân xa. Vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chim trắng rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dặn. Sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sao. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sao. Còn son thì em vẫn còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cau. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cao phượng một màu thủy chung. Ban tổ chức của tôi thay lời cho gia đình xin kính mời toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa cô bà cùng toàn thể cô dì chú bác kính mến, thật đúng là phi cổ thì bất thành kim, một năm chọn lấy một tháng chọn lấy một ngày, và hôm nay giờ này là giờ đẹp nhất để đoàn tàu hạnh phúc của gia đình họ nhà trai cùng với họ nhà gái đang cùng nhau tể tiệu ở đây để cùng chung vui với cô dâu và chú rể. Vâng, ngay sau đây không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu nồng nhiệt chào đón cô dâu và chú rể sẽ cùng dắt tay nhau bước lên đài hoa hạnh phúc của gia đình nhà trai ngày hôm nay. Thật
ta đúng là bao năm tháng đợi mong chờ, mà niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Ban tổ chức của tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tự nhiên nâng nước dùng trà và hướng về sân khấu, và cô dâu và chú rể sẽ cùng đăng hiện diện tại đài hoa hạnh phúc của gia đình nhà trai ngày nay. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cúi đầu chào thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trở về với sân khấu đặc biệt này. Xin mời. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Tiến Phong và Thu Phương xin phép được bắt đầu. Thật đúng là anh còn son thì em vẫn còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cau. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cao phượng một màu thủy chung. Thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì ban tổ chức chúng tôi đã giới thiệu cô dâu cùng chú rể trong trang phục ngày cưới đã trở về với sân khấu ngày hôm nay để ra mắt toàn thể quan viên bốn họ hai nhà. Nhưng để toàn thể hồi hôn được biết rõ hơn thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được phép giới thiệu như sau. Thưa toàn thể quý vị, ta đúng là chú rể thì thanh thanh nở nụ cười, tay cầm gói thuốc đĩa chầu tươi, kính mời hai họ rơi chầu thuốc, rơi tiếu thuốc thơm, chén nước ngon. Còn cô dâu nhà cô, thân thon ống ả, má đỏ môi hồng, con chồng tên là Tiến Phong, đó chính là cô dâu. Từ nay thì song song chồng trước và sau, có anh có chị cùng nhau mới là đất vạn xuân của chúng ta muôn thuở. Cứ mỗi năm là một mùa xuân, mà cành đào lại có một lần nở hoa. Hôm nay cô bác gần xa, hay họp một nhà mừng chúc hồi hôn. Thuốc thơm trà đường cao mềm, mà chầu cay vị quế ấm êm tình người. Phó giòn cùng với hoa tươi, xen tiếng hát cười mừng chúc hồi hôn. Và bắt đầu bước vào nghi lễ chính thức cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta lại trở về với hai chiếc ghế tuyệt vời để chương trình buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể sẽ được bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày đầu xuân của năm 2020. Tại khán phòng tư gia họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay, được diện diện đất đông của quý vị trở về với sân khấu gia đình nhà trai là nguồn động viên lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Với không khí tưng bừng đón một mùa xuân mới, ngay sau đây với ca khúc được mang tên Cung đàn mùa xuân sẽ là ca khúc mở đầu cho chương trình mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Với ca khúc một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Cao Việt Bách, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Vỗ tay thì chẳng phải mất tiền, mà vỗ tay là để động viên kịp thời. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn đâu ạ. Vâng, xin trân trọng và trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa cô bà cùng toàn thể cô dì chú bác kính mến, ta đúng là 10 năm thì tính chuyện trước sau, để rồi trăm năm tính chuyện chầu cau duyên mình, cây đa giếng nước sân đình mà cứ giấu mối tình thủy chung. Ban tổ chức của tôi thay lời cho gia đình xin kính mời toàn thể quý vị cùng tự nhiên nâng ly trà thơm cho ấm lòng chú rể, để rồi ăn miếng chầu vàng thêm đỏ má cô dâu. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa cô bà cùng toàn thể siêu trường kính mến, ta đúng là sinh con ra, nuôi con lớn khôn, việc dựng vợ gả chồng cho con
là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người làm cha làm mẹ. Thật đúng là người con chừng ấy năm rồng, con đi lấy chồng bắt mẹ dặn theo, để liên tục chương trình mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà gái vinh dự bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu, đôi lời trao dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, toàn thể các quý vị, hôm nay đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Phương về tại hôn trường để làm dâu con ông bà Đạt và dâu con họ Trần Đình chúng ta. Trước hết, cho phép tôi thay mặt họ nhà gái xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay là một ngày đẹp, ngày đại hỷ của hai gia đình. Đó, ngày hôm nay là phải nói là hai họ chọn một ngày là cực đẹp, ngày Quý Mão, ngày thiên can sinh địa chi. Có thể nói là cho đến giờ phút này thì cháu Phương đã chính thức là con dâu của họ nhà trai. Cháu Phong là rể của họ nhà gái. Mong muốn rằng hai họ chúng ta làm sao thương yêu vun đắp để các cháu thực sự là dâu hiền rể thảo của hai họ. Đấy là lời thứ nhất xin thưa với hội hôn. Lời thứ hai, cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng ta. Và bây giờ có thể nói là thông gia hai nhà như một, chúng ta phải có sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau. Ý thứ ba, với cương vị tôi là bác của hai cháu và hôm nay cũng được ủy nhiệm ở trường đoàn, thì cũng xin được chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc bền chặt và tặng các cháu hai câu thơ thêm vào cái hành trang của các cháu trong suốt cuộc đời của mình. Tức là đạo lòng con, lo tròn chữ hiếu, nghĩa vợ chồng, giữ trọn thủy chung. Cuối cùng, xin gửi đến toàn thể các cụ, các ông bà, quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa tập thể quý vị, vừa rồi thì toàn thể quý vị đã cùng lắng động qua lời phát biểu của vị trưởng đoàn họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mạn phép được tóm tắt như sau. Kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là sinh con thì ai lỡ sinh lòng, mà mong con tứ đức tam tòng làm ghi. Nhưng nay thì sinh con ra mong con hạnh phúc, dạy dỗ con đạo đức ghi lòng. Đôi bên bác mẹ đều mong, mà trai hiền gái thảo đẹp lòng mẹ cha. Đó là toàn văn lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là quan niệm hạnh phúc ngày xưa là trai anh hùng, gái thuyền quyên, thủy huyền loan phượng, đẹp duyên cưới rồng. Nhưng nay thì trai hăng hái hoàn thành nhiệm vụ, gái đảm đang công việc hoàn thành. Thưa toàn thể quý vị, ngay sau khi lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái phát biểu xong, bác cũng thay lời cho gia đình họ nhà gái trao cô dâu cho đoàn đại biểu họ nhà trai ngày hôm nay. Xin đề nghị quý vị nộp một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho phái đoàn họ nhà gái. Kính trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt của mình về với cô dâu và chú rể của chúng ta nhân ngày hạnh phúc hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin hỏi, quý vị thấy cô dâu có đẹp không ạ? Vâng, rất là đẹp đúng không ạ? Chú rể có xinh không ạ? Vâng, rất là xinh. Thưa toàn thể quý vị, đây là hiện tượng cái xinh đóng đinh vào cái đẹp. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, ta đúng là chiều này thì chiều nghĩa chiều tình, chiều loan chiều phượng, chiều hình bóng ai. Chiều này tắm mãi không phai, để chiều này xin hứa với ai ăn chiều. Có cau, có vỏ, có vôi, xin mời hai họ cùng xơi miếng chiều.
Còn về tục mời nước thì người con họ có câu: hai tay bưng chén em mời, trà thấm thấm đường cả mười ngón tay. Ban tổ chức chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị vẫn cứ tự nhiên nâng nước dùng trà để cùng chung vui với cô dâu và chú rể, chúc mừng cho hai bên gia đình trong đại lễ thành hôn đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, ngay sau đây với ca khúc rất sôi động, một sáng tác rất nổi tiếng với ca khúc được mang tên Vùng Trời Bình Yên, sẽ được thể hiện qua sự trình bày của nữ ca sĩ Hồng Hạnh đến từ nhà văn hóa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và với một mong muốn duy nhất của những người làm chương trình, đó là mong cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ về với miền đất bình yên, hạnh phúc, miền đất của những trái ngọt và yêu thương. Và ca khúc đó sẽ gửi tới ngay sau đây quý vị, đó là ca khúc Vùng Trời Bình Yên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng rất là sôi động với ca khúc Vùng Trời Bình Yên do nữ ca sĩ Hồng Hạnh đến từ thành phố Thái Bình trở về với sân khấu ngày hôm nay, gửi lời ca tiếng hát dành tặng cho toàn thể quý vị, lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những giây phút thật vui tươi và phấn khởi, toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu nồng nhiệt chào đón cô dâu và chú rể sẽ cùng dắt tay nhau trở về với sân khấu ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, giờ phút này đây thì ở trên sân khấu là đôi trai tài gái sắc trong một trang phục truyền thống, đó là trang phục ngày cưới. Và ngay sau đây thì toàn thể quý vị sẽ cùng chung vui với cô dâu và chú rể những nghi thức thật vui tươi và phấn khởi ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là nghi thức cắt bánh cưới. Xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ trở về tiếp thắp bánh cưới tuyệt vời ngày hôm nay. Với những chiếc thắp bánh cưới ngày hôm nay thì toàn thể quý vị sẽ cùng chung vui với bốn họ nhà chúc mừng cho cô dâu và chú rể nghi thức đặc biệt này. Thưa toàn thể quý vị, với dụng ý chi ngọt sẻ bùi, sự ngọt ngào của tình yêu cô dâu và chú rể sẽ được thể hiện qua nghi thức cắt bánh cưới ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Thưa toàn thể quý vị, những nghi thức đặc biệt này là đã cảm ơn bố mẹ đã sinh ra đôi cô dâu và chú rể, cảm ơn cô bác gần xa đã tới dự buổi lễ tảnh hôn cho đôi cô dâu và chú rể ngày hôm nay, và chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc Thu Phương và Tiến Phong. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì ngay sau đây ban tổ chức của tôi lại mời cô dâu và chú rể chúng ta lại trở sang bên tháp ly rượu tuyệt vời để thực hiện nghi thức rót rượu mừng. Xin mời cô dâu và chú rể. Ông ơi, chú rể ơi. Kính thưa toàn thể quý vị, vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và đề nghị cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện nghi thức rót rượu mừng. Và bây giờ thì xin mời chú rể sẽ dùng đôi tay rắn chắc của mình để khui chai rượu sâm banh và chuẩn bị rót lên tháp đi rượu. Xin chúc mừng cô dâu và chú rể. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay và cùng rót chai rượu sâm banh đầu tiên lên tháp đi rượu tuyệt vời này. Thưa toàn thể quý vị, ly rượu hồng được rót ra, ly rượu hồng đẹp tình chồng nghĩa vợ, đôi chúng mình duyên nợ từ đây. Xin mời quý vị vỗ tay chúc cho rót rể một ngày chung vui. Thưa toàn thể quý vị, ly rượu màu hồng tượng trưng cho tình yêu của cô dâu và chú rể, một màu hồng thật tuyệt vời. Những màn khói hòa quyện vào nhau cũng tượng trưng cho tình yêu của đôi trai tài gái sắc Thu Phương và Tiến Phong đã hòa quyện vào một, và chai rượu thứ nhất đã được hoàn thành. Bây giờ vẫn bằng cách đó thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ thực hiện chai rượu thứ hai. Trước khi rót lên tháp ly rượu tuyệt vời này, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng rót ra 6 ly trước mặt, và trung tâm tổ chức sự kiện chúng tôi đã chuẩn bị để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể nhân ngày hạnh phúc đứa đời trong giờ phút vui tươi phấn khởi này đây. Ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bên phía gia đình họ nhà trai là đôi song thân phù mẫu thân sinh ra chú rể, bên gia đình họ nhà gái đó là thân sinh phù mẫu của cô dâu sẽ trở về với sân khấu ngày hôm nay cùng với những chương trình chúng tôi để cùng chúc vui với bốn họ nhà. Xin mời hai bên ông bà thông gia sẽ trở về với sân khấu. Thưa toàn thể quý vị, trong giờ phút trọng đại đây thì hiện diện trên sân khấu là hai bên gia đình đại diện cho nhà trai và nhà gái, đó là những người thân sinh ra cô dâu và chú rể. Vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức của tôi xin mời cô dâu và chú rể mỗi người cầm một ly rượu để cùng dâng lên những ngưỡng sinh thành. Xin mời cô dâu và chú rể. Bây giờ thì ban tổ chức của tôi xin mời chú rể sẽ cầm một ly rượu hạnh phúc của mình để dâng lên người cha thân sinh ra cô dâu. Xin mời. Còn cô dâu xin mời cầm một ly rượu để dâng lên người cha thân sinh ra chú rể.
Vâng, và hai ly rượu tiếp theo, xin mời chú rể sẽ tiếp tục cầm một ly rượu tiếp theo để dâng lên người mẹ thân sinh ra cô dâu. Xin mời chú rể. Còn cô dâu xin mời cầm một ly rượu để dâng lên người mẹ thân sinh ra chú rể. Xin mời. Và toàn thể quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để hai bên gia đình sẽ cùng ly rượu gắn kết tình thân gia. Xin mời. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để hai bên gia đình sẽ uống ly rượu để gắn kết tình thân gia. Xin mời các ông các bà. Xin mời. Vâng, xin mời hai bên gia đình sẽ cùng nhấp môi ly rượu hạnh phúc của những đứa con thân yêu ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và giờ phút ở đây thì hai bên gia đình đã chính thức kết nghĩa thông gia. Và bây giờ thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai ông, hai bà sẽ trở về bàn trà danh dự của mình để tiếp tục chương trình buổi lễ mừng hạnh phúc cho những đứa con thân yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình hôm nay thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể mỗi người sẽ cầm một ly rượu rất là xinh xắn ngày hôm nay và đứng ra trung tâm sân khấu tuyệt vời này để cùng chung vui với bốn hạ nhà. Xin mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Bây giờ thì ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy quay vào nhau một góc 45 độ đi ạ. Vâng, xin mời quay vào nhau ạ. Và ngay sau đây sẽ là nghi thức uống ly rượu sau môi. Xin mời cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, nếu em là chén rượu hồng, anh xin uống cạn để lòng thêm say. Còn em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Đó cũng là ý nghĩa nghi thức uống ly rượu sau môi mà cô dâu và chú rể đã thể hiện để chào mừng toàn thể quý vị. Lời chúc phúc cho toàn thể quý vị cũng như chú quý vị sẽ cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể Tiến Phong và Tu Phương ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ta đúng là bao năm tháng đợi mong chờ mà niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Ngay sau đây là giây phút rất là quan trọng của đôi trai tài gái sắc Tiến Phong và Tu Phương. Đó là hình ảnh cô dâu và chú rể sẽ trao chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, hình ảnh này để cho những đôi trai tài gái sắc chưa thành vợ thành chồng thì chúng ta hãy ước mơ một ngày nào đó mình sẽ được như cô dâu và chú rể Tiến Phong và Thu Phương trong buổi chiều đặc biệt hôm nay. Trên sân khấu là hình ảnh chú rể đã trao nhẫn cưới cho cô dâu. Và bây giờ thì xin mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút trọng đại này thì trên sân khấu đài hoa hạnh phúc của gia đình họ nhà trai, toàn thể quý vị đang cùng chứng kiến cô dâu và chú rể đã trao chiếc nhẫn tình yêu. Vâng, thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn khép kín, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Sự quyện tình yêu của cô dâu và chú rể đã hòa quyện qua chiếc nhẫn tình yêu. Và từ giờ phút ở đây thì hai bạn Tiến Phong và Thu Phương đã chính thức nên vợ thành chồng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, lẽ ra với không khí tưng bừng phấn khởi vui tươi như thế này thì cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau một cái vật gì đó. Nhưng mà do là ở bên phía dưới thì ngoài các cụ, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác ra thì có rất nhiều các em nhỏ đã hiện diện tại đây. Do vậy là cái món quà này chú rể sẽ dành đến tối. Vâng, và ngay sau đây thì không để quý vị chờ lâu nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng một cái ôm. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ trở về bàn trà của mình để tiếp tục chương trình buổi lễ. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa cô bà cùng toàn thể cô dì chú bác kính mến, và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì trở về với sân khấu nhà trai ngày hôm nay thì bên phía gia đình họ nhà gái có đầy đủ các cụ, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác cũng như bạn trẻ nam nữ thanh niên của cô dâu Thu Phương đã trở về đây để cùng chung vui với cô dâu và chú rể. Xin đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Và thưa toàn thể quý vị, để tiếp tục chương trình mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể thì ngay sau đây có một dòng ca đến từ phái đoàn họ nhà gái, đó là anh Quang Hưng
sẽ có một ca khúc để chào mừng toàn thể quý vị. Lời chúc phúc cho cô dâu của chú rể trong ngày hôm nay, xin mời anh Quang Hưng vinh dự bước lên sân khấu để thực hiện ca khúc của mình như đã đăng ký. Xin mời anh Quang Hưng. Vâng ạ, lời đầu tiên thì cho phép cháu xin được gửi tới con về công viên hai hò hàng hai bên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa các viên đại họ hàng hai bên, ông cha ta thường có câu: hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất là lúc yêu thầm cô dâu. Yêu thầm thì cô không để được lâu, rồi cũng đến lúc phải có đôi ba câu tỏ tình. Tỏ tình thì bất thình lình, mới như vậy thì mới lấy được người mình yêu. Mà đã yêu nhau thì suối cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, mà phản đèo anh cũng qua. Ngại gì cái chuyện đường xa, nếu mà không đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu. Ngại gì cái chuyện nghèo giàu, nếu mà không đi tàu thì ta lại đi xe. Vâng, và qua một thời gian đi cả tàu lẫn xe thì chú rể Thế Phong của chúng ta đã chính thức buông lời cầu hôn cô dâu Thu Phương. Và ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của quan viên đại họ hàng hai bên, hai người đã chính thức lên duyên vợ chồng. Và trở về với hôn trường của họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay, rất vinh dự cho cháu được đại diện cho gia đình họ nhà gái được gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thân nữ thanh niên của cô dâu và chú rể một bài hát thay cho lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà họ nhà gái cũng nhờ cháu gửi đến cô dâu và chú rể. Và sau đây xin mọi người cùng thưởng thức một nhạc phẩm hết sức sôi động mang tựa đề Hoa Cải Mái Tóc. Xin mọi người cùng thưởng thức. Cảm ơn mọi người, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn dòng ca rất là tuyệt vời của nam dòng ca Quang Hưng đến từ phái đoàn họ nhà gái. Quý vị thấy Quang Hưng hát có hay không ạ? Nếu vậy quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là có chua thì mới gọi là chanh. Dù chưa dù ngọt cam sành là đây, chưa dù chưa ngọt tại cây, cũng xin trình bày một khúc cho vui. Đó cũng là tâm sự của dòng ca Quang Hưng qua ca khúc
hoa cài, mái tóc. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, ban tổ chức của tôi xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà trai vinh dự bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông bà và các anh các chị, thì hôm nay là ngày vui hạnh phúc của hai cháu. Thì chưa hết, tôi thay mặt cho gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà, cậu, ngoại, cô, dì, chú, bác và các anh các chị thuộc nội ngoại tộc của hai bên gia đình và cùng toàn thể bạn bè của hai cháu ăn trầu uống nước. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác, cậu mợ cô dì chú bác và các anh các chị thuộc hai bên gia đình bốn hòa, hai cháu Phương và cháu Phong xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau, được sự nhất trí của bố mẹ và hòa hai bên và được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, hai cháu đã đăng ký kết hôn. Vậy hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình bốn hòa tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy kể từ ngày hôm nay, cháu Phương là con dâu của ông bà Đạt, là cháu dâu của họ chúng tôi. Thế còn cháu Phong là con rể của ông bà Khiển, là cháu rể của các cụ, ông có bà họ vợ, họ là gái. Liên tục ngữ có câu đẻ có ngày, hôm nay là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biển cả bao la không đong đầy được như mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Kính thưa các cụ, các ông bà và toàn thể hôn, hạnh phúc của hai cháu hôm nay đã lên vợ, lên chồng. Từ đó thông gia, thỏa ước thông gia, hai nhà như một chọn tình thông gia. Tình duyên của hai cháu hôm nay thành công tốt đẹp, cả hội hôn vui mừng. Thế rồi tình cảm gia đình, biên tình, biên hiếu sao cho vẹn tròn. Tuổi đời vừa biết chưa nhiều, bố mẹ cùng họ hai bên gia đình, lời hay ý đẹp dạy cho hai cháu hạnh phúc trọn đời trăm năm. Cuối cùng không biết nói gì hơn, tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cậu mợ, cô dì, chú bác và các anh các chị đại diện cho hai bên gia đình và bạn bè của hai cháu đã bớt chút thời gian đồng ngọc tới dự buổi lễ thành hôn hôm nay. Trong khi tiếp đón có điều gì sơ suất, vậy tôi mong các quý vị thông cảm. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và các ông, các bà bộ phận phục vụ đã tận tâm tận lực vì hạnh phúc của hai cháu. Xong có điều phấn khởi nữa là cuộc hành trình phái đoàn họ nhà trai đi đón cháu dâu, phái đoàn họ nhà gái đưa cháu về đây tổ chức được như thế này, đó là vô cùng thiêng liêng, vô cùng hạnh phúc của hai họ chúng ta. Vậy tôi thay mặt cho họ nhà trai đề nghị các cụ, các ông bà và toàn thể chúng ta là một tràng pháo tay thật to. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, tôi kính chúc các cụ, các ông, các bà và các anh, các chị và bạn bè của hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mạn phép được tóm tắt như sau. Thưa toàn thể quý vị, ta đúng là cảm ơn cô bác đôi bên, hai nhà là một vững bền từ đây, xây nền đắp nấm trồng cây mà cháu con hạnh phúc dựng xây cuộc đời. Đó là toàn văn lời phát biểu của vị trưởng đoàn họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, thật là nhà trai thì phấn khởi đón dâu hiền, nhưng nhà gái lại hân hoan mừng rể thảo. Bởi vậy cho nên vườn xuyên đến nửa tình mai trúc mà gối cưới trăm năm nghĩa vợ chồng. Còn đây hai trái tim cùng hòa một nhịp, hai con chim cùng đứng một chiều, chuyên đồng quấn quyết thương yêu, tuổi trẻ hạnh phúc thêm nhiều ước mơ. Thưa toàn thể hôn và hôn trường kính mến, ta đúng là qua sông thì phải có đò, mà đám cưới phải có hát và hò nó mới vui, để trở lại trăm vạn ngày mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và đón nghe giọng hát của nữ ca sĩ Hương Mơ đến từ thành phố Hưng Yên. Xin mời quý vị đưa một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Hãy subscribe.
sân ấm mới tô đẹp hàng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn năm nước vinh quang trong khi nắng thanh bình để người anh yêu dấu quay về xa đình bình vui bên lửa. Đồng sẽ duyên tôi chúc ngày mai dù đường xa vời trái cây bền xinh đẹp tình lứa đôi cho bướm vàng bay trên đèo đường mới bay bên bay những lúc tâm tình lên người. Tôi chúc rồi đây người về phương nào cho số thời gian lành lùng tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa. Vâng, xin được cảm ơn dòng ca rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Hương Mơ. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa cô bà cùng toàn thể cô dì chú bác kính mến, cho đến giờ phút này thì đúng là chương trình văn nghệ còn nhiều, nhưng nghe đài báo đến chiều có rông, vậy mong hai họ cảm thông nên ban tổ chức cũng không kéo dài. Cho nên đây thì đúng là một nhà sum họp chúc mai, càng xa cái biển lại dài tình sông, hai con nên vợ thành chồng, chung trái tim nồng chung chữ sắc son, núi mòn nhưng dạ chẳng mòn, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn, dù cho sông cạn đá mòn, tình ta vẫn cứ sắc son chẳng mờ, bấy năm mong mỏi đợi chờ, hôm nay toại nguyện ước mơ hoàn thành, cũng là tháng tốt ngày lành, cô dâu cùng chú rể có gửi lời ban tổ chức tâm thành cảm tạ hồi hôn. Và cho đến đây thì cho phép nhân làm chương trình xin được khép lại buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể ngày hôm nay tại đây. Thay lời cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác cũng như bạn trẻ nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Chúc quý vị mạnh khỏe, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Vâng, cô dâu chú rể xong chưa? Cùng nhau ra cổng tiến đưa khách về. Xin mời cô dâu và chú rể.
những dây mai chiều xưa, cùng mình xe dây gốc cây chú mưa. Nên hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung chuyến mây ta cùng đón tương lai, và cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Từ lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật to dù mưa gió ta cùng đón ngày mai, và từng nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lại. Như lời nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mong